Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm Bộ Chính trị chia rẽ Trung ương Đảng dã rời. Phiên tòa sơ thẩm vụ đồng tâm tại Việt Nam vừa khép lại với hai bản án tử hình và nhiều án được cho là nặng nề khác dành cho nhiều bị cáo đầu vụ, chắc chắn tạo nhiều tác động ảnh hưởng chính trị, tâm lý, xã hội tiêu cực ở trong nước và có thể ảnh hưởng tới tình hình và hình ảnh đối ngoại của đất nước. Bản thân các ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải giật mình vì sự tàn ác mà Bộ Công an với người đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm gây ra khi giết hại man rợ người đồng chí của mình là đảng viên lão thành cách mạng cụ Lê Đình Kình không cần phải xét xử hay phán quyết của tòa án. Từ Hà Nội và Sài Gòn, ba nhà quan sát tình hình thời sự và chính trị Việt Nam như kinh tế gia Bùi Kiến Thành, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp và phó giáo sư Mạc Văn Trang trước hết đưa ra nhận xét về tổng quan của mình phiên tòa đồng tâm và xét xử phán quyết của tòa. Đây là hình ảnh phiên tòa sơ thẩm kết thúc điều tra vào ngày 14 tháng 9 với hai án tử hình dành cho hai người con trai của cụ Lê Đình Kình, một án chung thân cho cháu đích tôn của cụ Lê Đình Kình và hàng trăm năm tù cho nhân dân làng Đồng Tâm. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng, tôi thấy lại có thêm một cái án bỏ túi, công lý không được thực thi đối với bốn cái chết cho ba cảnh sát bị chết than hóa và cho ông Lê Đình Kình bị cảnh sát bắn chết. Vụ án là bi kịch mới nhất cho việc thực thi luật pháp đất đai dựa trên sở hữu toàn dân một cách tùy tiện, tham nhũng, phiên tòa tùy tiện, không tuân thủ luật tố tụng hình sự năm 2015, quyền được có phiên tòa công bằng, công khai của các bị cáo và bị hại đã bị tước đoạt, phán quyết là một hình thức trấn áp bạo lực. Phó giáo sư Mạc Văn Trang nói rằng, tôi có thể nói ngay thứ nhất là phiên tòa xét xử vụ án đồng tâm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua là điển hình của những sai phạm pháp luật. Một là điều tra không có chứng cứ giết người như thế nào, đốt xác ra sao, không có thực nghiệm hiện trường, vân vân. Luận tội và kết án chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo, tức là trọng cung hơn trọng chứng. Và trọng cung thì đã có bao nhiêu vụ án quy tội giết người oan. Thứ hai là tòa còn vi phạm một loạt các quy định luật pháp và tố tụng mà ngay khi phiên khai mạc, 10 luật sư đã kiến nghị chánh án tòa phải xử lý, nhưng họ lờ đi hết. Phiên tòa xử 29 người, trong đó có 25 người bị truy tố tội giết người. Vậy mà diễn ra một cách hết sức chóng vánh và bi hài. Vậy thì các lời luận tội và kết án đều không đủ tin cậy, không có giá trị. Và hậu quả sẽ còn lan rộng. Đây là hình ảnh khuôn mặt đầy vết thương của ông Lê Đình Công trên đài VTV của Việt Nam và điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công khai rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tổng cộng có 19 người dân Đồng Tâm cho biết rằng họ đã bị đánh đập, ép cung. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ với một câu đơn giản là không có cơ sở. Kinh tế gia Bùi Kiến Thành nói tiếp, từ một vụ kiện hình sự địa phương, phiên tòa đã biến thành vụ việc thành một vụ xung đột giữa nhà nước và nông dân và làm nổi bật lên tính chất bất công của các vụ tranh chấp về chủ quyền đất đai trong toàn quốc giữa các cơ quan nhà nước được cấp đất và nhân dân bị cướp đất. Hậu quả từ việc này sẽ còn lan rộng và có khả năng dẫn đến bất an xã hội chưa có hồi kết. Ngoài ra, vụ việc còn làm nổi bật tính chất yếu kém của hệ thống tòa án Việt Nam. Tại hôm đầu tiên của phiên sơ thẩm ngày 7 tháng 9, các luật sư bảo chữa đã làm đơn khiếu nại vì phiên tòa có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng nhưng không được tòa quan tâm. Vụ án còn tồn tại nhiều tranh cãi xung quanh cái chết của ba cán bộ công an. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã không thực nghiệm hiện trường điều tra để góp phần làm sáng tỏ vấn đề. Và với những sự kiện trên đây, các phán quyết và các mức án được tuyên làm cho người theo dõi và quan sát liên tưởng đến các tòa án nhân dân của thời đại Stalin. Đây là hình ảnh một trong những băng rôn của người dân Đồng Tâm bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng Cộng sản theo đúng tinh thần của cụ Lê Đình Kình. Cũng cần nêu ý rằng khi vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm lên đến cao trào, đỉnh điểm là việc người dân làng Đồng Tâm bắt giữ hàng chục cán bộ công an làm con tin vào ngày 16 tháng 4 năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống Đồng Tâm để đối thoại với người dân. Trong cuộc đối thoại trực tiếp vào hôm 22 tháng 4, ông Chung đã trao văn bản viết tay cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng Tâm. Trong cáo trạng cũng ghi rõ kế hoạch tấn công vào Đồng Tâm được Công an thành phố Hà Nội đưa ra đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương Bộ Công an phê duyệt. Như vậy là rõ ràng là chính quyền đã không tôn trọng lời cam kết của nhà nước. Ông Bùi Kiến Thành nêu ra nhận định như vậy. Và đài BBC tại London đặt câu hỏi tiếp theo. Sau phiên tòa này, công luận
người dân, cán bộ, đảng viên và các cơ quan quan tâm theo dõi có thể đặt câu hỏi hay băn khoăn vấn đề gì không? Nếu có thì là gì? Ông Tiến sĩ Hoàng Hợp nói rằng đây là phiên tòa bất chấp công luận và lý lẽ luân thường. Tất cả những người có lương tri đều đòi hỏi công lý, pháp quyền và sự công bằng. Phó giáo sư Mạc Văn Trang nói rằng sau phiên tòa lòng dân ly tán, nhiều người bi quan và hoài nghi, buồn bã, bế tắc. Nhưng nhiều người lại cho rằng phiên tòa nói lên bản chất của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đó là cơ sở để đòi hỏi phải thay đổi. Vấn đề chính sau phiên tòa sơ thẩm là phải điều tra lại với đầy đủ chứng cứ và phải thực nghiệm hiện trường đốt cháy 3 cảnh sát bằng đổ xăng. Nếu không thực nghiệm hiện trường thì không thể kết tội mấy người dân đã đổ xăng giết công an dưới hố. Đây là hình ảnh tuy là án giết người nhưng không có căn cứ chứng minh đám cháy ở hố kỹ thuật khiến cho 3 cảnh sát cơ động rơi xuống bị cháy hóa than như phía công an cáo buộc. Trong hình là luật sư Ngô Anh Tuấn thực nghiệm điều tra dưới hố kỹ thuật, trên tường thỏ ra một sợi dây điện còn nguyên vỏ không cháy. Trước đó, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cũng đã phát hiện 3 thứ dưới hố ở tầm cao chỉ 1m đến 1,4m, bao gồm dây điện, miếng cốt ép và bao ni lông sát tường cũng không hề cháy. Ông Bùi Kiến Thành nói tiếp, mọi người quan tâm, theo dõi sẽ tự hỏi công lý Việt Nam sẽ đi về đâu, nhân quyền Việt Nam sẽ phát triển ra sao, người dân, cán bộ, đảng viên sẽ còn là đồng hội, đồng thuyền, chia cơm, xẻ áo hay trở thành đối thủ. Người có chức, có quyền sẽ tiếp tục đàn áp người dân như thế nào? Nếu tình trạng không được sửa sai, từ những việc riêng lẻ sẽ trở thành xung đột giữa nhân dân và nhà nước với hậu quả khó lường. Đài BBC đã đặt tiếp câu hỏi, phiên tòa này có thể tạo ra hay gây ra tác động, ảnh hưởng hay phản ứng chính nào về mặt tâm lý, xã hội, luật pháp, chính trị và thậm chí đối ngoại với chính quyền và nhà nước Việt Nam hay không? Tiến sĩ Hoàng Hợp nói, theo tôi, tuyên án chiều ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Tổng Tâm để lại một sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Việt Nam, càng làm nhấn mạnh nhu cầu phải cải cách toàn diện hệ thống xã hội tại Việt Nam. Nhà trí thức Mạc Văn Trang thì nói, tôi cho rằng phiên tòa này là ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng tin của nhân dân với nền tư pháp và chế độ nói chung. Quốc tế cũng nhìn vào phiên tòa này để thấy bản chất của chính quyền là như thế nào. Ông Bùi Kiến Thành nói tiếp, qua phiên tòa này, người dân cảm nhận được rằng nhà nước, chính quyền không bảo vệ lẽ phải cho pháp lý, dân quyền mà chỉ lo củng cố quyền lực của các tổ chức nhà nước, thậm chí ngụy biện và ngụy trang bằng các bằng chứng để kết tội người dân vô tội vì quá bức xúc mà có những hành động mà nhà nước cho là chống đối, phản động. Các nhà quan sát về chính trị, nhân quyền sẽ có thêm bằng chứng để đánh giá về tính chất chuyên chính của nhà nước Việt Nam, chưa ra khỏi tư duy chuyên chính vô sản để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Đây là hình ảnh vào năm 2017, cụ Lê Đình Kình bị nhà nước lừa ra cánh đồng xanh, đánh gãy chân và khi ông xuất viện trở về được dân làng Đồng Tâm vui mừng đón kính trọng như một lãnh tụ tinh thần. Câu hỏi tiếp theo được đưa ra, phiên tòa này có vị trí thế nào hay không trong bức tranh tình hình chính trị nội bộ của chính quyền, nhà nước và đảng cầm quyền hiện nay, đặc biệt trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang hướng tới tổ chức đại hội lần thứ 13. Tiến sĩ Hoàng Hợp nói, trấn áp bạo lực tùy tiện là sai lầm của bất cứ chính quyền nào sử dụng công cụ trấn áp tùy tiện đó. Quốc gia chỉ có thể mạnh khi trong nội bộ không có hoặc ít chia rẽ. Ông Mạc Văn Trang nói tiếp, từ chính sách đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, rồi các nhóm lợi ích cướp đất vô tội vạ và dẫn đến vụ tập kích đẫm máu tàn ác ở Đồng Tâm là một sai lầm chính trị nghiêm trọng của giới cầm quyền. Làm rõ vụ này, theo tôi, sẽ là rối bời, ảnh hưởng đến nhiều nhân sự của Đại hội 13 sắp tới. Tiến sĩ Bùi Quyến Thành nói tiếp, theo tôi, đây sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh, báo động và đánh thức các lãnh đạo chân chính, cầu tiến của nhà nước Việt Nam phải kiểm điểm lại chính mình, kiên định lập trường, ý chí phục vụ nhân dân và đất nước. Cũng đến lúc các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tự khẳng định vai trò tiên phong của mình, củng cố tinh thần chí công vô tư và loại bỏ những thành phần sâu mọt, cương quyết vứt bỏ những trái táo thối ra khỏi hàng ngũ đảng viên, bảo toàn thanh danh, không để con sâu làm giàu nổi canh đến mức phải bị nhân dân ruồng bỏ. Đây là hình ảnh thẩm phán Trương Việt Toàn chủ tọa phiên tòa xét xử 29 người dân ở Đồng Tâm. Câu hỏi tiếp theo, cuối cùng qua vụ án này, Đảng và Nhà nước, chính quyền có nên cải cách, cải tổ gì hay không về các mặt như đường lối, chính sách, luật pháp và cả về tư pháp, pháp quyền cũng như thể chế, chính trị? Nhà bình luận Mạc Văn Trang nói, tôi cho rằng chắc chắn chính quyền sẽ phải thận trọng hơn trong các vụ án khác, nhưng không hy vọng gì họ thay đổi được nền tư pháp khi vẫn độc đoán toàn trị, không có toàn quyền phân lập, tự do báo chí và xã hội dân sự. Tiến sĩ Hoàng Hợp thì nói,
sớm hay muộn thì cũng phải xảy ra cải cách toàn diện ở Việt Nam, đưa đất nước này đến công bằng, dân chủ và văn minh. Đây là một khẳng định, không phải lời khuyên với chính quyền. Nhà kinh tế Bùi Kiến Thành nói tiếp, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, một chính thể dân chủ, công bằng và văn minh. Theo tôi, các bước cần thiết sẽ phải đến một nhà nước tam quyền phân lập, ngành lập pháp không can dự vào quyền hành pháp và ngành tư pháp không bị hai ngành kia chỉ đạo, khống chế. Đất nước là của nhân dân, không phải của một đảng phái nào, không một đảng phái nào được quyền chủ đạo đối với hiến pháp cũng như đối với các cơ quan nhà nước. Đó là nguyên tắc cơ bản của một chính thể dân chủ, của một nhà nước pháp quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vụ Đồng Tâm, Bộ Chính trị chia rẽ, Trung ương Đảng dã rời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.